Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc bình gốm được sản xuất tại Bát Tràng. Đây là một dòng sản phẩm rất là mới, được vẽ theo lối 3D. Và hoàn toàn họa tiết này đều ở trong men mọi người nhé. Và cái màu sắc này thì là bảo hành trọn đời cho các bạn luôn, không bao giờ phai mờ theo thời gian. Nhìn ở bên ngoài sản phẩm rất là bóng và sáng. Sản phẩm này thì được nung ở nhiệt độ 1300 độ C và phủ bên ngoài một lớp men cao cấp. Các bạn có thể nhìn thấy độ bóng của sản phẩm rất là cao. Và cái họa tiết ở trên sản phẩm này thì được vẽ hoàn toàn theo lối 3D, nó giống nhiều tranh sơn dầu. Họa tiết chính trên sản phẩm nó chính là họa tiết chim hạc và hoa sen. Đây các bạn đã nhìn thấy là một cặp hạc rất là đẹp. Màu chủ đạo của cặp hạc này chính là màu đỏ, vàng, trắng và đen. Hoa sen đây được vẽ rất là đẹp. Hoàn toàn được vẽ hoàn toàn bằng tay hết, thủ công bằng tay. Các bạn muốn xem sản phẩm trực tiếp thì các bạn qua số 115 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để xem sản phẩm trực tiếp nhé. Hoặc các bạn liên hệ qua số điện thoại 0987846706 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Về kích thước của sản phẩm này thì với chiều cao là 50cm, đường kính bụng là 28, đường kính miệng là 12cm và đường kính đáy là 15. Một chiếc bình gốm trang trí rất là đẹp, rất hợp với cái phong cách hiện đại bây giờ. Các bạn hãy qua số 115 Thụy Khuê để xem rất nhiều sản phẩm khác nữa nhé. Rồi, xin chào các bạn.